tiền. Trời ơi, đây là An Dương Vương, nước sông đang vào. Đây. Ngập, nước ở kè đang vào. Nước ở kè đang vào. Cũng đi bộ ngập rồi. 12 giờ trưa. Nhìn cầu Kiều này. Trời ơi, gần ngập cầu Trung Quốc Việt Nam rồi. Ơi, này. Đưa kè rất nhiều. À. Đấy, người dân đang cào bùn vào rồi. Nói chung là bây giờ là còn thở là còn gỡ cả nhà. Đấy. Bùn vào hết trong nhà rồi. Đây. Cái này thì không hẳn, không phải là bờ kè vỡ đâu, cái này là do nước lũ nó làm đổ cái lan can bằng đá thôi chứ không phải bờ kè vỡ đâu. Bờ kè xây dựng chắc chắn lắm ạ.